bản lĩnh thực sự của chim sẻ vừa được thể hiện. Tất nhiên Bi đã đánh rất hay rồi. Bi công 1L lên cao, 1A và sau đó sẽ là có cả K như dự đoán. Đây là bài chuẩn khi Persian đối đầu với Hitty. Thế nhưng đúng là cái khả năng của game thủ chim sẻ là không phải người thường. Và đây là trận chung kết thứ hai của game thủ chim sẻ. Egypt và tiếp tục là Persian. Egypt trận trước là Hipper và bây giờ thì là Egypt, và Egypt thì nó có một cái hay là nếu Egypt em được đời thì nó sẽ là cái loại phù điên rồ xa lắm. Đây là bán quả đầu dành cho game thủ chim sẻ đi nào. Gỗ đầu của Egypt trận này không xấu như bình thường. Đã có những cây gỗ 75 rất cần với nhà chính của game thủ chim sẻ. Chiếc bè thứ hai dành cho game thủ chim sẻ. Bãi quả đầu tiên của sẻ là bãi quả 7 cây. Tỷ số là 2-1 dành cho game thủ BB. Cuộc đối đầu đây là bán kết của nhánh thắng. Vòng đấu thứ 3 và cũng là bán kết của nhánh thắng. Xin cảm ơn nhà tài trợ kim cương của giải đấu, đó chính là M88 với website chính thức là m88sb.com. Xin cảm ơn nhà tài trợ Colosseum Gaming Center đã tài trợ địa điểm thi đấu dành cho giải đấu AOE Pro Master năm 2017 ở thể loại solo giam đâm. Thêm một chiếc bè nữa dành cho chim sẻ, và đây là bầy hiêu không ít con, bầy hiêu đôi dành cho game thủ chim sẻ. 4 con thì lùa cho nó nhanh. Vâng, nó hiểu đôi thế này thì lại về suy nghĩ lại, liệu có phải là chiếc bét đầu tiên và ăn hiểu luôn hay không? Bởi hiểu rất nhiều con dành cho chim sẻ. BB có trận cầm pơ thứ hai liên tiếp của mình. Trận trước cầm pơ là một trận nhà hai người tương đối gần nhau, và đã có một trận công rất đẹp mắt, và một trận thủ cũng cực kỳ mãn nhãn. Cả chim và sẻ đều có những điểm hay trong trận thi đấu trước. Vâng, một người công hay, một người thủ dẻo. Đó chính là hình ảnh của chim sẻ BB trong trận thi đấu trước. Bây giờ sẽ là hai dân đi dò, và có cả một đạo dân to để ăn bầy hiêu đồng. Rất nhiều tay. Các bạn có thấy rằng là chim sẻ đang cực kỳ nhiều tay. Ở Việt Nam không có nhiều những game thủ có thể làm được nhiều việc cùng một lúc như thế này. Sự khủng khiếp đang đến từ game thủ chim sẻ. Như vậy là 6 con hiêu nằm trên gọn xung quanh trên nhà BS. Hit and run lên trên dốc. Liệu vâng nó thành công. Thêm đôi voi, thêm bãi quả dành cho chim sẻ. Đồ đã đủ, bây giờ là ép đời, dừng hơi xấu. Ép đời quan trọng lắm. Bây giờ là lùa bầy hiêu kia về với cánh rừng thông. Tôi nghĩ là hay hơn, vì để cánh rừng dừa này còn có dân để mà ăn. Vâng, để ăn gỗ. Vâng, đúng là lùa về rừng thông thì là mắc binh nhất. Top 1. Chứ còn nếu bây giờ ăn ở cánh rừng dừa thì không có đất để cho dân ăn gỗ. Sự khác biệt là như vậy. Bây giờ sẽ là chiếc BS thứ hai. Vâng, hoàn hảo. Chúng ta hôm nay rất tuyệt vời. Như vậy thông tin báo về thì Hồng Anh đã có chiến thắng tiếp theo của mình. Và dường như Hồng Anh đang đợi chim sẻ hoặc BB ở trận chung kết của nhánh thắng. Đúng lắm. Và để tôi xem lại lịch thi đấu lúc này thì Hồng Anh đã vượt qua Quýt Cam. Hồng Anh đã vượt qua Quýt Cam và chờ đợi chim sẻ hoặc BB ở nhánh thắng. Trận chung kết của nhánh thắng. Vâng, thua vẫn còn được xuống nhánh dưới, cứ thoải mái đi. Thoải mái tâm lý mà xúc trong kèo này. Không có gì phải ngại cả. Đối với những trận đấu kiểu như BB và chim sẻ, nhất là cái kèo đấu pơ đối đầu với một quân nào đó, thì quân còn lại phải ép đời cực kỳ mắc binh để có thể chống được Persian ở thời điểm đầu. Mọi thứ ở trận thi đấu này đều ổn, thì nó sẽ xảy ra kết khoảng 10-40. Tôi đoán là như vậy. Nếu như không nhầm, mất khoảng 30 giây đóng. Vâng, 30 giây đóng nhà. Cùng xem sẻ cơ cấu nhà ra làm sao. Sẽ là khoảng 13x và 14-10 dành cho sẻ trong trận thi đấu này. Cái hốc này, nhưng vàng lại ở ngoài.
Đây là một cái hốc, như hốc này cũng không thể bo được. Hốc này dài dài thì nó cực kỳ dốc. Nhưng Sẻ vẫn quyết định lấy cái hốc này để làm nhà. 25 giây dần tới Tipper, như vậy là không phải là bài pơ đột biến. Không phải bài pơ đột biến. Điểm số vẫn đang cao hơn. Nhưng đây không phải là bài pơ siêu đột biến tới từ game thủ vì Sẻ đang tối ưu hóa tài nguyên. Đây là BM. Tiếp tục là bài cực thủ phù tới từ game thủ chim sẻ. Không nằm ngoài dự đoán. 13x hoặc 14-10, 10-38 dành cho game thủ chim sẻ. Chặt gỗ. Vấn đề là dân nào đi đào vàng đây. Lên đời chỉ hơn chim sẻ một tí tị tì thôi. Không đáng kể là bao nhiêu. Nhưng bây giờ con giò thì đã tới rồi. Dân ít máu để ý. BB đang dò địa, vâng, địa thế của game thủ chim sẻ. Đây dường như là bài cung vực nhà L dâng cực cao. Và đây là hai nông dân tới từ game thủ BB. Con T có giáp của game thủ chim sẻ. Hit and run là cực kỳ hay. Liệu có một cái nhà gì đó ở trong nhà của game thủ chim sẻ hay không? Dân cũng đang chơi luôn cả cung T trong tình huống này. Chết mất T rồi. Một nhà BA. Sẻ không đào vàng. Sẻ không đào vàng. Một chiếc nhà L xuyên xây chéo. Một pha và lạc đà đã lao được vào khu vực này. Cả một con T cũng đã được sinh ra. Một pha vẩy E tới từ game thủ chim sẻ. Chim sẻ quyết định khô máu với game thủ quý vị. Dường như là con lạc đà công giáp đã đầy đủ. Một tên khô máu cũng đã có T thêm dành cho game thủ chim sẻ. Một nhà L và một nhà BA đứng ở trong khu vực này. Và đây là một con chém tới từ game thủ quý vị. Một con chém chứ không còn là lạc đà nữa. Chim sẻ đã có bánh sẻ và đang điên cuồng chạy. Tham lai của sẻ đang còn là cực kỳ nhỏ. Cũng nhà rất gần. Địa thế nhà bờ quá gần nhà Egypt này thì thực sự là khó cho game thủ chim sẻ. Những nhà nó ở khác xa nhau cơ thì điểm đến nó sẽ là khác. Nhưng nhà quá gần như thế này thì chúng ta hãy cùng có vẻ thấy rằng là bi công quá sớm vào nhà sẻ. Và để một Egypt chống được lại một Persian lên đời sớm là một điều rất khó khăn. Đây là bài ăn hoàng tới từ game thủ BB. Ăn được con ngựa giò rồi. Như vậy là ổn. Tiếp tục công vào những con nông dân không có bánh xe này. Trận này mà bật được thì nó đúng là kinh hồn bạc vía. Siêu kinh hồn bạc vía thì đúng hơn. Ăn được 3 dân tới từ bơ không? Đã được 2 dân. Cố gắng truy sát thêm một dân thứ ba. Ăn được 3 dân. Đây là con cung tê. 2 con cung tê. Sẻ đang vâng toàn dân ít máu. Quá đen. Sẻ chết tận 4 dân để ăn được con 2 con tê đó. Thực sự là đen. Vâng, một nông dân liệu làm lên được một đế chế hay không? Tham lai của Bi cũng đang chỉ là 2x, khoảng 25-27, hơn sẻ khoảng từ 5-7 tham. Vâng, bật được trận này có lẽ nó sẽ quá nhiều cảm xúc dành cho game thủ chim sẻ. Tôi không dám nói rằng là chắc chắn sẽ bật được. Nhưng đây là một trận thi đấu mà chúng ta chưa nói trước điều gì. Chiếc nhà BA thứ hai. Đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ. Tham lai đang rất nhỏ. Đã có những chiếc nhà BA để lên cung A.
dành cho game thủ cầm Persian BB. Tôi đang đặt cửa, và có thể nhiều người nói rằng là quyết đi chảy của âm gì, nhưng tôi đang nghĩ rằng đây sẽ là một trận highlight dành cho game thủ chim sẻ, một trận mà sẽ bật được thảm. Tôi tin là như vậy, còn lý do tại sao thì tôi không biết, tôi chỉ tin thôi. Có cung A một váy tới từ game thủ BB, cung A một váy. Rồi, con phù thủy đang chạy rất nhanh. Liệu có được một con lạc đà hay không? Cùng giờ thì đã có giáp, phù được hai con lạc đà trong tình huống này. Vâng, đây là chim. Vâng, đây là chim sẻ. Các bạn luôn nhớ rằng chim sẻ là ai? Người chơi phù thủy hay nhất Việt Nam. Vâng, chỉ là hai con cung gà. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu đây có phải là một tên cà phê coffee highlight không, dành cho game thủ chim sẻ. Timeline là 24/48 dành cho game thủ. Vâng, một con già, ông già lọ khọ thì lại bị... Vâng, phù thủy vẫn đang phù máu cho những con cung gà. Đây là khoanh ruộng chính tới từ game thủ BB. Liệu hai cung gờ có gì ở đây hay không? Hai cung gờ thôi là đủ. Vì ở đây những nông dân không có bánh xe. Tham lai của xe đang là tham lai của phù thủy. Rất khó chịu. Vâng, con phù thủy đáng ghét. Nó đang khiến cho chim sẻ mất một BP. Mất một con P thì đúng rồi. Chưa nói chết được điều gì cả. Tham lai vẫn đang cực kỳ nhỏ. Bi đã lên xong cùng A hai áo ở thời điểm này. Vâng, phù lại máu đi. Phù lại máu. Và cần phải có cung gờ đi bắn con sư tử này. Xe vẫn đang sóc xón từng con cung gờ một. Bi có vàng hay không? Có lẽ sẽ là không có vàng trong tình huống này. Làm hai dân về nhà làm ăn. Vâng, làm hai dân về với bạn. Vâng, về với bạn. Phù thủy để ý phù, được thêm hai con cung A nữa. Và tỷ lệ bật kèo của chính trẻ đang là cực cao. Vâng, tôi bảo rồi, tôi không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi là người nghĩ đúng. Chim sẻ là người bật kèo trong tình huống này. Chúng ta sẽ đến với chung kết của chim sẻ và BB. Vâng, khi mà chim sẻ đã bắt đầu đào vàng và chơi hai nhà P, thì Egypt là khắc tinh của Persian. Dù có là cung A hay dù có là cái gì, hai đều chúng ta sẽ đến với trận chung kết. Vâng, đó là chim sẻ, vậy thôi. Vâng, trận chung kết của chim sẻ BB ở bán kết của nhanh thắng AOE Pro Master năm 2017, thể loại solo jam đầm. Đó là chim sẻ. Và đây là cuộc đối đầu BB. Đây là Seng tới từ chim sẻ, và lại là Persian tới từ game thủ BB. Hat Tripper tới từ game thủ BB, nhưng đây một lần nữa nó không phải là Hitty, nó không phải là Egypt, mà nó là Seng. Vượt qua được hai thử thách lớn, đó chính là khi cầm Hitty và khi cầm Egypt, thì bia chim sẻ vào một thử thách nó đơn giản hơn. Đó chính là kèo Persian. Vâng, kèo Persian thì bao giờ nó cũng gọn. Vâng, nó gọn gàng, nó đơn giản hơn so với kèo Egypt và Hitper. Cái này thì các bạn vẫn biết lý do tại sao rồi. Gỗ đầu sẽ là hơi xa. Đây là xe. Có hiệu đầu, có đôi voi. Đây là bài bãi quả 6 dành cho game thủ chim sẻ. Vượt qua được hai thử thách thực sự là đáng gờm. Đó chính là Per Hit và Per E. Vâng, Per Hit trước và Per Egypt sau. Bài Egypt thì nó mang nhiều cảm xúc hơn. Bài Hitty là bài không được và thủ khỏe, thủ dẻo. Bài Hit, vâng, bài Egypt là bài dùng đúng khắc, đó chính là dùng phù thủy của Egypt để chống lại Persian, cả lạc đà, cả cung A hai váy. Đã đủ dành cho xe. Bây giờ chỉ cần chờ đợi vào cái gỗ đầu hơi xa này để có chiếc S đầu thôi. Làm mọi thứ, an bài.
trừ khi một trận mưa kích đáo. Nhưng không thì đây sẽ là một trận thi đấu quá khó khăn dành cho BB, quá khó. Vâng, có rất nhiều những ý kiến trái chiều trong thời gian vừa qua nói rằng chim sẻ không biết công à, vâng, không biết đánh công là gì à, đặc biệt trong kèo cùng rờ. Xin phép các bạn là tất cả những người đã lên tới đỉnh cao rồi, thủ mới là nghệ thuật của AOE. Đánh thủ để mà thắng mới gọi là nghệ thuật của AOE. Câu này mình được nghe Huyền Toại X-Man nói từ năm 2012. Thì X-Man nói rằng sẽ đến một thời điểm nào đó AOE thủ lên ngôi, chứ không phải là AOE công. Ngày xưa khi chim sẻ xuất hiện, chim sẻ công kinh quá. Và sau đó X-Man cũng là một nạn nhân của chim sẻ trong quá nhiều năm rồi. Anh thua quá nhiều trận, nhưng sau đó anh vẫn phát biểu rằng đỉnh cao của đế chế phải là AOE đánh thủ. Vâng, thủ để mà thắng chứ không phải là công. Và nếu như mà chim sẻ cũng công cống hiến, cũng có một cái gì đó bay phiêu như cách đây 6 năm thì có lẽ là trong hai trận vừa rồi sẻ về với bản địa lâu rồi. Nếu các bạn theo dõi chim sẻ đến năm 2011 thì các bạn mới biết rằng là tầm bây giờ những các game thủ trẻ hay những tất cả các game thủ của Việt Nam công chưa làm một cái gì cả. Và ngày xưa công nó còn kinh hơn nhiều. Ngày xưa nếu các bạn theo dõi chim sẻ nhiều thì từ cái thời mà Katarian thắng Pơ bằng 5 nhà B, bằng 5 nhà phù, rồi Katarian Grex thắng Minoan, rồi thắng tất cả những quân khác. Vâng, những quân xấu thắng những quân đẹp bằng những cái bài công cống hiến. Các bạn mới hiểu rằng là chim sẻ xuất phát từ một người đánh kiểu như vậy, chứ không phải đánh chắc bài như bây giờ đâu. Nhưng khi bây giờ lên đến đỉnh, vâng, lên đến đỉnh cao, lên đến số 1 rồi, điều quan trọng của chim sẻ là một chiến thắng của chim sẻ chỉ dùng cái bài chuẩn để mà thắng thôi. Vâng, đánh chuẩn, thủ và chuẩn để mà thắng. Không có chuyện đưa cái thế trận về 50-50. Tại sao cùng giờ chim sẻ ít khi dừng ngà? Vâng, 100 trận chỉ có độ 5 trận dừng ngà, bởi vì đơn giản sơ nga tức là khi chúng ta đưa về thế trận là 50-50, tất cả cùng bỏ nhà. Và nếu như các bạn tìm một người đánh như kiểu thế trận 50-50 bỏ nhà đó hay nhất Việt Nam thì các bạn không thể tìm ai khác ngoài chim sẻ. Sự tôi luyện đối với các game thủ của AOE Trung Quốc qua nhiều năm đã giúp cho chim sẻ có được cái bản lĩnh đó. Chắc quá, BB thì quá chắc. Nói thật, điều đó là BB thì quá chắc. Nhưng các bạn đều nhớ rằng đây là... Vâng, các bạn có thể hỏi là tại sao không câu voi về sớm, tại sao lại không đưa hiệu về sớm hơn mà lại đi cắt dân ăn bãi quả phụ sớm? Thì đơn giản chim sẻ muốn gom dân về. Chim sẻ muốn ăn bãi quả phụ thật nhanh để gom dân về. Đó là lý do. Tôi trả lời hộ các bạn là như vậy. Tại sao lại đi ra ăn đồ ngoài xa mà lại không ăn đồ ở trong? Mất khoảng 5-7 giây nhưng không sao, không ăn được vàng. Đó cũng là một điều thiệt dành cho game thủ chim sẻ. Kích chặt gỗ, liệu có bãi vàng nữa không? Nếu có bãi vàng nữa thì sẽ rất tuyệt vời. Bắt đầu cơ cấu nhà dần đi. Vẫn bắt buộc phải ăn bãi vàng xấu này rồi. Không còn cách nào khác. Liệu cung tê đã có giáp chưa? Chắc cỗ ơi, chắc chắn là đã có rồi. Thêm một chiếc bè nữa. BB lên đời cũng không sớm hơn so với xe. Sẽ là bãi gỗ được bò nhỏ. Bò rất nhỏ. Chiếc bè tiếp theo. Bánh xe. Lên đời sớm hơn so với đối phương. Dường như bị đánh cùng này. Không. Đá thế con giò. Bài đá tôi vẫn thấy sai sai. Bài đá biết đã kín hay là chưa? Tôi vẫn không.
không nhìn rõ khu vực bãi đá, chỉ có một chiếc PE của game thủ chim sẻ. Hình như là kín rồi. Tê đứng ở đó chắc là kín rồi. Cung R được xin ra và bánh xe đã được nâng. Nâng xong. Sẻ đang đánh cực kỳ chắc bài trong trận thiếu này. Đây những ruộng đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ. Hai lờ đều. Đã có tiếng hú và một con lạc đà thuộc về cái thủ chim sẻ. Té thôi, không nên đấu làm gì cả. Liệu có pha công gì đó đặc sắc tới từ BB không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Còn nếu để sẻ không như thế này rồi thì cửa thắng thành OB là cực kỳ thấp. Cố ăn còn cửa giò thì đối phương có thêm một con lạc đà nữa về với đội của chim sẻ. Đội của chim sẻ đang ngày một đông hơn, tham bài đã là 4x rồi. Ruộng cấy đều về, mọi thứ đều ổn, xem có ca gì không. Và đúng là như vậy, tôi đang chờ đợi xem một cái pha công gì đó đặc sắc tới từ BB, và nó đã có rồi. Đó chính là chiếc nhà BK tới từ game thủ BB. Con ca vừa hiện ra và đã nằm xuống. Tỷ số sẽ là 3-2 dành cho sẻ, và sẻ sẽ tiến vào trận chung kết của nhánh thắng. Đối thủ của chim sẻ sẽ là Hồng Anh. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong 1 phút trước khi đến với màn hình của chim sẻ trong trận chung kết với game thủ Hồng Anh. Một trận thi đấu rất cảm xúc của chim sẻ và BB, nhưng bản lĩnh của chim sẻ đã giúp chim sẻ chiến thắng game thủ BB. Và BB sẽ xuống nhánh dưới thi đấu. Còn bây giờ sẽ là chung kết của nhánh thắng. Chim sẻ Hồng Anh.